Sau khi chia sẻ cái video nuôi bộ thì cũng có khá nhiều anh em bình luận theo những cái ý kiến khác nhau, và cũng rất nhiều anh em gọi điện tham khảo cái cách nuôi bộ như thế nào để cho nó hiệu quả. Thì ở cái video này thì mình cũng chia sẻ lại cho anh em là tại sao là mình lại nuôi bộ. Vì nguyên tắc của sinh sản đối với các cái con vật khác, không riêng gì cái con cầy hương, thì cứ tách con sớm thì nó con mẹ nó sẽ rất là nhanh lên giống, kể cả đối với cái con lợn hay là con chó con mèo, hay là kể cả cái con cầy hương này cũng vậy. Khi tách mẹ ra thì rất là nhanh lên. Trong quá trình nuôi thì chắc chắn là không ai tránh khỏi được cái việc là con mẹ nó sinh sản ra vài ngày thì các con nó bị thiệt hại hết, thì chính những con đó thì nó sẽ rất là nhanh lên giống lại vào thời gian ngắn về sau. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà nó sinh sản ra mà chúng ta tách cái con non ra thì để cho con mẹ nó có thể nhanh giống vào các lứa tiếp theo, thì đấy là cái mục đích của cái việc nuôi tách bộ, để hỗ trợ cho con mẹ nó không phải nuôi con và nhanh lên giống hơn, để giúp cho cái việc chúng ta chăn nuôi nó hiệu quả về kinh tế. Thì có một số anh em thì cũng có hỏi là chia sẻ thì có sợ cái việc là ảnh hưởng đến cái việc bí quyết chăn nuôi không? Thì thực ra cái này là không, mình cũng chia sẻ là không. Mình chia sẻ thì cũng vì cái mục đích là muốn truyền tải tới mọi người cái việc là chăn nuôi theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình, chứ mình cũng không tài giỏi gì hơn ai cả. Với cái điều nữa là bản thân nếu như mình không chia sẻ thì bản thân những người khác người ta cũng chia sẻ. Và trước kia mình là người mới, những cái năm trước mình là người mới thì mình cũng học tập từ những người anh chị đi trước rất là nhiều. Thì sau khi mình làm trải nghiệm thực tế thì mình cũng có một chút cái kinh nghiệm của cá nhân, và cũng học tập thêm những đàn anh đàn chị đi trước, thì mình cũng có làm những cái video để mình chia sẻ về cái kinh nghiệm thời gian mình thực hành, và mình đúc rút lại thì mình chia sẻ lại cho anh em. Cái việc chia sẻ này thì nó cũng khá là hay và hiệu quả. Như mình thấy là khi mình chia sẻ lên như này thì cái việc bán hàng của mình nó tốt hơn rất là nhiều. Khi video nó tiếp cận đến mọi người thì mọi người có thể là xem tham khảo, và mọi người phát triển rất là nhanh đối với những người mới. Còn đối với những cái người người đã từng nuôi có kinh nghiệm rồi thì cái kinh nghiệm nuôi của người ta thì người ta đã rất siêu rồi, thì người ta lại học tập được cái việc là đó là người ta biết làm video để người ta truyền thông cái việc người ta đang chăn nuôi như thế nào. Đấy, thì cũng chia sẻ với anh em là ngoài cái việc là chia sẻ kiến thức thì nó tốt cho cái việc kỹ năng chúng ta làm video hàng ngày, và nó cũng giúp cho chúng ta tiếp cận được nhiều khách hàng hơn và bán hàng tốt hơn. Thì anh em nào mà chưa làm video marketing thì chúng ta hãy làm liên tục, hãy làm đúng, làm đủ và làm đều, để chúng ta có thể truyền tải được hết những cái kinh nghiệm thông tin đến cho những cái người mới, để người ta có thể tiếp cận được và người ta có thể hiểu về được cái giá trị việc nuôi con cây hương là như nào. Còn tất nhiên là mình chia sẻ là xem video thì chưa chắc đã nuôi được thành công, nó vẫn phải cần cái quá trình chúng ta nuôi thực tế, trải nghiệm, và chúng ta học tập hàng ngày, và chúng ta có cái cơ hội để chúng ta trải nghiệm thì chúng ta mới có thể làm được, chứ không phải là cứ xem mà làm được. Còn mình thì mình không ngại chia sẻ bất kỳ những cái thông tin nào đến với mọi người khi mà mọi người cần. Nếu như mọi người còn thắc mắc cái vấn đề gì trong quá trình nuôi thì mọi người có thể tham khảo trên kênh mình đều chia sẻ. Còn những cái câu hỏi nào mà chưa có thì anh em cứ đặt câu hỏi, hoặc mình sẽ làm video giải đáp những thắc mắc của mọi người. Thì đây là cái cách mình đang nuôi bộ, và mình cũng giữ quan điểm là mình sẽ nuôi bộ để
Thời gian này cái mẹ của mình đã bắt đầu bầu được khoảng hơn một tháng, thì cũng chuẩn bị đến ngày để sinh sản đứa thứ hai. Và mình sẽ hy vọng là những cái con đẻ đợt đầu thì nó sẽ đẻ được lứa thứ ba, và mình sẽ luôn cập nhật cái tình hình chăn nuôi cho anh em. Những ai là những người mới thì có thể theo dõi kênh của mình, còn những anh em là người cũ thì có những ý kiến khác thì có thể bình luận ở dưới video để mình có thể rút kinh nghiệm. Video này kết thúc, xin chào anh em.